quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 1, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận của Hải Sơn, gồm các ông bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thượng tọa Thức Huệ Vinh đã có buổi tiếp xúc cử tri bốn phường Mỹ An, Khuya Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý thuộc quận của Hải Sơn. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo hút kết quả của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tình hình kinh tế xã hội trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, các kỳ tri quận của Hà Sơn đánh giá cao về kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, những nỗ lực của toàn thành phố trong năm 2021 khi thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, đồng thời phản ánh nhiều kiến nghị về các vấn đề dân sinh bức xúc như giải tỏa chỉnh trang đô thị, vấn nạn ma túy, tội phạm có xu hướng ngày càng trẻ hóa, đảm bảo môi trường đô thị, đại diện tổ đại biểu hội đồng dân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của cử tri đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với sở ngành địa phương sớm giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật